đây là con mái thuần thay lông gần xong, chống hót là xì, dụ hộ chống tốt. Xong rất là đẹp. Mặt rất là đẹp, con mái rất là đẹp, và con này nó treo ra là xì, chống hót là xì, dụ chống thúc chống rất là tốt, mặt rất là đẹp, lông đang thay gần xong. Máu clip mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Chim Cảnh Đất Việt, và đừng quên đăng ký miễn phí kênh Chim Cảnh Đất Việt trên YouTube để cập nhật nhiều nhất video mình đăng lên. Đấy, chi tiết rất gần con mái các bạn đang thấy ở đây, mặt rất đẹp. Và mình có thể tới gần rồi, mình xách nó cho các bạn xem. Chung là chim ra rừng nuôi lên là rất là đẹp. Ui, nhau ngay.